Chào các bạn, hôm nay thầy sẽ chia sẻ và giới thiệu các bạn bài tinh dầu và dược liệu chứa tinh dầu. Bài ngày hôm nay sẽ gồm các mục tiêu như sau. Chúng ta sẽ tìm hiểu định nghĩa và phân biệt tinh dầu là gì. Phân loại cấu trúc chính của tinh dầu, trình bày được phương pháp chiết xuất tinh dầu, các phương pháp kiểm nghiệm tinh dầu, kiểm nghiệm dược liệu chứa tinh dầu. Và cuối cùng chúng ta sẽ tìm hiểu một số dược liệu chứa tinh dầu. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào phần định nghĩa tinh dầu là gì. Thì tinh dầu được định nghĩa đó là một hỗn hợp gồm nhiều thành phần chủ yếu từ thực vật, thường có mùi thơm, không tan trong nước, tan trong dung môi hữu cơ, bay hơi được ở nhiệt độ thường, điểm sôi thấp, có thể điều chế bằng dược liệu bằng phương pháp cất kéo theo hơi nước. Thì trong định nghĩa này, các bạn chú ý cho thầy những điểm sau. Thứ nhất, tinh dầu luôn luôn là một hỗn hợp gồm nhiều thành phần. Và nhắc đến tinh dầu thì ít khi người ta nhắc đến một chất tinh khiết, người ta chỉ nhắc đến là cấu tử chính của tinh dầu thôi. Còn nhắc đến tinh dầu thì nó là một hỗn hợp, đây là sự khác biệt của tinh dầu so với hợp chất. Thứ hai, đó là tinh dầu của mình không tan trong nước và tan trong dung môi hữu cơ. Nhờ vào tính chất này thì các phương pháp điều chế của tinh dầu nó sẽ khác biệt so với hợp chất khác. Các bạn chú ý cho thầy tính chất này là tinh dầu không tan trong nước và tan trong dung môi hữu cơ. Thứ ba là tinh dầu thường có điểm sôi thấp. Tuy nhiên, nếu mà xét từng cấu tử trong hỗn hợp tinh dầu thì từng thành phần, từng cấu tử của tinh dầu thì lại có điểm sôi rất cao. Đó là về định nghĩa của tinh dầu. Sau khi chúng ta tìm hiểu định nghĩa tinh dầu thì chúng ta sẽ phân biệt tinh dầu và chất béo. Thì tinh dầu có nguồn gốc đó là terpenoid, còn chất béo của mình đó là glycerid. Tinh dầu dễ bay hơi, có mùi thơm và lôi cuốn theo hơi nước được, còn chất béo thì không. Đặc biệt các bạn chú ý đến tính tan của chất béo và tinh dầu. Tinh dầu thì tan được trong cồn aceton, còn chất béo thì không tan trong cồn và aceton. Thì người ta dựa vào tính chất này để người ta kiểm tạp chất béo trong tinh dầu. Là thường là tinh dầu của mình có thể bị lẫn chất béo, người ta có thể sử dụng cái tính chất này hoặc là tính chất không bay hơi là của chất béo để kiểm tra tạp chất béo trong hỗn hợp tinh dầu. Như chúng ta đã biết thì các hợp chất trong tự nhiên của mình thì nó sẽ phân thành hai nhóm hợp chất cơ bản. Nhóm hợp chất cơ bản bao gồm có lucid, lipid và rotid. Đây là những hợp chất mà mang nguồn lượng dinh dưỡng cung cấp trực tiếp cho cơ thể. Còn nhóm chất thứ hai đó là nhóm hợp chất thứ cấp. Thì đây là những hợp chất mà chúng ta sẽ tìm hiểu nhiều trong cái chương trình của dược liệu. Thì nhóm chất hợp chất thứ cấp này thì bao gồm là nhóm steric, là bao gồm steric đơn giản, steric trợ tim thì chúng ta sẽ được học trong bài lycosidin, steric saponin thì chúng ta sẽ học trong bài saponin. Nhóm thứ hai đó là các hợp chất terpenoid, bao gồm có triterpen, diterpen và sesquiterpen, là monoterpen. Thì triterpen chúng ta sẽ được gặp trong bài lycosid, trong bài saponin. Sesquiterpen chúng ta sẽ học trong bài ngày hôm nay, monoterpen chúng ta học trong bài ngày hôm nay. Nhóm thứ ba đó là polyphenol, bao gồm có phenylroban, quinol, flavonoid, tannin, xanthol và lignan. Thì trong ba nhóm hợp chất này thì chúng ta sẽ chương trình chúng ta sẽ học hợp chất quinol, đó là hợp chất anthraquinoid, flavonoid, tannin. Đây là ba nhóm hợp chất chúng ta sẽ học trong chương trình. Ngoài ra còn nhóm thứ tư đó là những nhóm hợp chất chứa nitơ. Trong đó thì những hợp chất chúng ta sẽ được khảo sát đó là hợp chất alkaloid. Còn tinh dầu của mình thì đó là phần lớn tinh dầu của mình là nó sẽ chứa cấu trúc đó là monoterpen. Là tinh dầu, phần lớn cấu trúc của tinh dầu của mình sẽ là monoterpen. Như vậy các bạn chú ý tinh dầu của mình phần lớn đó là monoterpen, nằm trong khung cấu trúc là terpenoid. Như định nghĩa đã nhắc thì thành phần hóa học của tinh dầu thì nó là một hỗn hợp gồm nhiều chất. Và những chất này thì nó thường gồm 4 khung chính là dẫn chất monoterpen, dẫn chất sesquiterpen, dẫn chất vòng thơm, dẫn chất chứa nitơ và lưu huỳnh và một ít các thành phần khác. Có 4 nhóm chất chính. Vậy thì các bạn nhớ 4 công chức cấu trúc chính cho thầy: dẫn chất monoterpen, dẫn chất sesquiterpen, dẫn chất vòng thơm, dẫn chất chứa nitơ và lưu huỳnh. Đây là những cấu trúc chính của tinh dầu. Đầu tiên đó là nhóm tinh dầu thuộc nhóm monoterpen. Thì nhắc đến terpen thì chúng ta đã được học ở một chương trình hóa học cơ
Tạc ben là được cấu tạo, mỗi đơn vị tạc ben được cấu tạo từ hai phân tử isopren. Đây là một phân tử isopren và trên đây là một phân tử isopren. Và hai phân tử này nối lại với nhau nó sẽ tạo thành một đơn vị là mono tạc ben. Và chúng ta không biết là iso tạc ben isopren của mình là công thức cấu tạo cơ bản của nó là C5H8. Như vậy thì một đơn vị mono tạc ben gồm hai phân tử isopren thì như vậy nó sẽ gồm 10 carbon. Như vậy các bạn nhớ mono tạc ben là gồm từ hai phân tử isopren hợp thành. Như vậy mono tạc ben trong cấu trúc có 10 carbon. Nhóm mono tạc ben này thì chia thành 3 nhóm lớn. Nhóm đầu tiên đó là mono tạc ben mặt hở. Ở trong đây thì có mono tạc ben mặt hở không có oxy, thì cái nhóm này ít được quan tâm hơn vì nó ít giá trị và thành phần chiếm không lớn. Chúng ta có một cái ví dụ ở đây, chúng ta có oximen và mixen. Đấy là trong cấu trúc của oximen và mixen thì nó không có vòng nào. Và cấu trúc của nó có 10 carbon, nó gồm hai phân tử isopren hợp thành. Và oximen và mixen này là tinh dầu có thành phần trong cái tinh dầu xả. Tinh dầu xả. Nhóm thứ hai của mono tạc ben mặt hở đó là mono tạc ben mặt hở có oxy, thì nhóm này được quan tâm nhiều hơn, nó gồm những cái tinh dầu gần gũi và được sử dụng nhiều. Ở đây thì nhóm có oxy này tùy theo cấu trúc thì người ta phân thành các mono tạc ben mặt hở là các ancol, thì ta có là neron, geraneron và citronellon. Nào, trong đây thì neron, geraneron có nhiều trong tinh dầu xả, citronellon là trong những tinh dầu của họ cam quýt ở nào. Và chúng ta có alpha neuron khác biệt với beta neuron. Alpha neuron và beta neuron nó khác nhau ở vị trí nối đôi. Là vị trí nối đôi. Tương tự như vậy, ta có alpha geraneuron và beta geraneuron, alpha citronellon và beta citronellon. Tương ứng với các ancol thì chúng ta có các mono tạc ben mặt hở là các anhydride, chạy trong đó trong cấu trúc của nó sẽ có chứa nhóm CO, nhóm anhydride. Là ta có neran, là geraneran, citrullinan, là alpha neran và beta neran, là alpha và beta khác nhau ở vị trí nối đôi, là vị trí nối đôi. Rồi sang nhóm thứ hai đó là mono tạc ben một vòng. Thì ở mono tạc ben một vòng này thì trong cấu trúc của nó có một vòng còn nào, thì chúng ta có một vài ví dụ về các mono tạc ben mặt vòng. Chúng ta có limonene và phenanthrene. Ở đây là hai thành phần chính trong cây họ cam quýt nè, trong cây họ cam quýt. Rồi ta có ví dụ về carvone nè, carvone. Alpha terpinen, beta terpinen và gamma terpinen. Đây là những thành phần chính trong cái tinh dầu tràm, là tinh dầu tràm. Và cấu trúc của nó đều có cấu trúc là một vòng, là và 10 carbon là một vòng. Các bạn chú ý ha, mono tạc ben một vòng, tức là trong cấu trúc có 10 carbon và có chứa một vòng. Một vài ví dụ khác đã có alpha terpineon, là beta terpineon, gamma terpineon. Nào, có nhiều ở trong cây tràm bạch đàn. Nào, rồi chúng ta có tinh dầu polygon, là tinh dầu polygon, rồi có tinh dầu piperitone, là cấu trúc của nó là mono tạc ben một vòng, là mono tạc ben một vòng. Piperitone thì có nhiều trong tinh dầu bạch đàn, nhiều tràm. Ngoài ra chúng ta có menthol và menthol, menthol và menthol là hai thành phần chính, là thành phần chính của tinh dầu bạc hà. Ascaridone, là ascaridone thì đây là thành phần chính của tinh dầu giun. Và 18-cineon hay một cái tên gọi khác gần gũi hơn đó là eucalyptol, là đó là thành phần chính của tinh dầu bạc đàn. Đều cấu trúc của nó thì đều là mono tạc ben một vòng. Là mono tạc ben một vòng. Và đấy là trong cấu trúc của 18-xenon thì ngoài một vòng nó có nhánh chứa oxy, là đây là mặt nhánh, là hai carbon này nó không phải là carbon trong vòng nên người ta sẽ không tính là một vòng.
Sang nhóm thứ ba của nhóm monotypen đó là monotypen hai vòng. Chúng ta có alpha binene. Và nhìn trong cấu trúc của nó có một vòng và giữa hai carbon trong vòng có một cái nối nhắn. Là thì người ta lại tính vòng thứ hai. Tương tự như vậy chúng ta có beta binene. Là đây là những thành phần chính của tinh dầu thông. Và bọc neon. Là bọc neon tương vậy. Là có hai carbon trong vòng nối với nhau tạo thành một vòng mới. Thì bọc neon là thành phần tinh dầu chính của cây đại bi. Là hay gọi người ta gọi tên ở ngoài thị trường có thể là băng phiến. Rồi, tinh dầu camphor cũng có chứa hai carbon trong vòng có một nối nhắn là tạo thành vòng thứ hai. Tinh dầu camphor đã thành phần chính của tinh dầu nóng lão. Chúng ta qua nhóm thứ hai đó là các dẫn chất từ cyclotetraben. Thì trong nhóm chất cyclotetraben này chia thành ba nhóm nhỏ. Cyclotetraben không chứa oxy. Chúng ta có phenacen, zingiberen, curcumen. Đấy là trong cấu trúc của nó thì bạn thấy là không có chữ oxy. Và các bạn lưu ý là cyclotetraben thì trong cấu trúc của nó sẽ có 15 carbon. Và zingiberen và curcumen đó là hai thành phần tinh dầu trong những cây họ gừng là zingiberen C. Và bạn thấy là cấu trúc này bạn rất dễ nhầm lẫn với cấu trúc của monotypen không vòng ở nào hay là mặt hở. Đây là cấu trúc monotypen mặt hở mà chúng ta đã nhắc ở phần trước. Bạn thấy là trong cấu trúc monotypen mặt hở này nó rất giống với là cyclotetraben không có chữ oxy. Như vậy làm sao để phân biệt? Làm sao để phân biệt giữa monotypen và cyclotetraben? Bạn thấy là trong cấu trúc của monotypen mặt hở thì monotypen là hình thành từ hai phân tử isopren. Như vậy thì trong cấu trúc của nó sẽ có 10 carbon. Còn trong cấu trúc của cyclotetraben thì cấu trúc của nó hình thành từ ba phân tử isopren. Như vậy thì trong cấu trúc của nó có 15 carbon. Như vậy để phân biệt giữa monotypen mặt hở và cyclotetraben không có chứa oxy thì chúng ta sẽ dựa vào số lượng carbon. Nhóm thứ hai đó là các hợp chất azulen. Chúng ta có guazazulen, vetivazulen và là những tinh dầu mà chứa trong cây cỏ vetive có nước ngoài, không có Việt Nam. Là ta có samazulen. Là đây là những hợp chất tinh dầu azulen. Nhóm thứ ba của những chất cyclotetraben thì chúng ta có là cyclotetraben lactone. Là ta có sulfurealactone là một tinh dầu chứa trong cây vân mộc hương. Ta có xanthonin và một hợp chất rất là quen thuộc với mình đó là artemisinin, tác dụng là trị sốt rét trong cây thanh hoa vàng. Thì cyclotetraben thường thì người ta sẽ một số tác giả người ta sẽ không xếp nó vào cấu trúc của tinh dầu vì lý do sau là nó đây là những hợp chất không bay hơi ở nhiệt độ thường, không kết kéo được bằng hơi nước, chiết xuất được bằng dung môi hữu cơ và không được coi là tinh dầu sinh nhân do nó không có thỏa cái định nghĩa về tinh dầu. Tuy nhiên một số tác giả vẫn xếp nó vào nhóm dẫn chất cyclotetraben lý do là trong cấu trúc của nó có khung cyclotetraben và nó có tác dụng sinh học đặc biệt nên một số tác giả vẫn nó xếp vào nhóm là dẫn chất của cyclotetraben. Chúng ta vào cấu trúc thứ ba của tinh dầu đó là cái dẫn chất có vòng thơm. Đây ta có là paraxymen, thymol, caphron. Đấy là ba tinh dầu này là thành phần chính của tinh dầu cỏ xạ hương. Là trong cái cỏ xạ hương. Đấy là trong cấu trúc của nó có một vòng thơm. Là có vòng thơm. Có vòng thơm. Ngoài ra chúng ta có valinin, một tinh dầu không có trong cái dược liệu ở Việt Nam. Eugenol là cấu trúc của nó cũng có vòng thơm và metin eugenol là đây là thành phần chính của dược liệu tinh hương và hương nhu. Chúng ta có metin travicol là trong cấu trúc của nó có vòng thơm là và nó là tinh dầu chính của cái trầu không là cái trầu không và cái húng quế metin travicol. Ngoài ra trong dẫn chất vòng thơm thì chúng ta có là trang aniton. Trang aniton trong cấu trúc của nó vẫn có vòng thơm và đây là thành phần chính của tinh dầu đại hồi. Trang ở đây là đồng phân sinh học. Bạn thấy là nếu mà hai nhóm thế lớn nằm ở hai phía khác nhau, hai hero nằm ở hai phía khác nhau thì nó là trang. Còn nếu hai hero nằm cùng phía, hai nhóm thế nằm cùng phía so với nó đôi thì đã có sheet.
Thì đối với đại hồi thì thành phần có tác dụng chính là trăng anethon. Rồi thành phần chính của tinh dầu quế đó là anhydrid cinnamic. Anhydrid cinnamic trong cấu trúc của nó có vòng thơm là có nhóm anhydrid CO. Và tinh dầu methyl salicylate, thành phần chính của tinh dầu nóng não, cũng là một tinh dầu thuộc dẫn chất vòng thơm. Sang nhóm thứ tư đó là các dẫn chất chứa nitơ và lưu huỳnh. Chúng ta có hợp chất alin, đây là, và hợp chất alicin, trong cấu trúc của nó có phân tử lưu huỳnh, có nitơ. Thì alin và alicin là thành phần của tỏi, là tinh dầu tỏi. Đấy là bình thường thì trong tỏi sẽ tồn tại dạng alin, sau khi bị men alina tiếp xúc sẽ chuyển hóa alin thành alicin, là cái thành phần có tác dụng trong cơ thể người. Ngoài ra chúng ta có lưu huỳnh rubin citin sulfoxit, lưu huỳnh methyl citin sulfoxit là những hợp chất mà trong cấu trúc của nó có chứa nitơ và lưu huỳnh. Thì đây là những hợp chất tinh dầu, tuy nhiên thì chúng ta sẽ gặp ít hơn. Ngoài ra, ngoài bốn nhóm chính thì tinh dầu còn một thành phần nhỏ là các ester của axit hữu cơ mặt ngắn như axit formic, axit acetic, butyric hoặc maric. Ngoài bốn thành phần chính thì nó còn là một phần nhỏ tinh dầu nó thuộc nhóm ester của axit hữu cơ mặt ngắn. Như vậy thì thầy vừa giới thiệu ở thành phần cấu tạo của tinh dầu, phân loại cấu trúc. Thì nhắc lại, tinh dầu của mình có bốn cấu trúc chính. Thứ nhất đó là nhóm monoterpen, thứ hai là dẫn chất sesquiterpen, thứ ba đó là dẫn chất vòng thơm, và thứ tư đó là các dẫn chất có chứa nitơ và lưu huỳnh. Một thành phần nhỏ nó sẽ là các ester của axit hữu cơ ngắn. Chúng ta đi vào phần thứ ba, đó là tính chất của tinh dầu. Tinh dầu của mình về thể chất của nó thì đa phần tinh dầu của mình là có thể chất lỏng. Và nếu trong một số trường hợp nó có thể, nếu mà bị lẫn chất béo, nó có thể chuyển sang thể đặc. Tuy nhiên, một số ngoại lệ, một số tinh dầu ngoại lệ, một số chất có thể là thể rắn. Ở đây chúng ta có là menthol, borneol, camphor, vanillin. Đây là những tinh dầu mà ở thể rắn ở nhiệt độ thường. Về màu sắc thì tinh dầu có màu từ không màu cho đến màu vàng nhạt. Còn nếu chuyển sang màu vàng hay vàng đậm thì có nhiều khả năng là tinh dầu đã bị oxy hóa dẫn đến bị sậm màu. Một số trường hợp ngoại lệ, một số tinh dầu có màu nâu sậm như là quế và hương nhu. Hoặc thứ ba đó là về mùi vị thì tinh dầu thường là nổi bật, tính chất nổi bật của tinh dầu đó là mùi thơm. Tuy nhiên một số tinh dầu thì lại có mùi hắc khó chịu, như là tinh dầu cây jun, tinh dầu jun từ cây jun ascaridon. Hoặc một số tinh dầu có vị ngọt, vị cay như là tinh dầu quế và hồi. Đấy là trong các gia vị thì người ta thường sử dụng quế và hồi là gia vị trong nước phở, nấu canh. Về tỷ trọng thì đa phần tinh dầu mình có tỷ trọng nhỏ hơn 1, có nghĩa là nó nhẹ hơn nước, là khi cho vào nước thì nó sẽ nổi lên trên. Tuy nhiên một số trường hợp tinh dầu có tỷ trọng lớn hơn 1, nặng hơn nước, đó là quế, tinh hương và hương nhu. Đây là những tinh dầu có tỷ trọng lớn hơn 1, hay là nói cách khác là nặng hơn nước. Về độ tan thì như định nghĩa thì tinh dầu của mình là không tan trong nước hoặc rất ít tan trong nước. Chủ yếu là tan trong dung môi hữu cơ và tan trong cồn. Về năng suất quế cực thì tinh dầu của mình có năng suất quế cực cao, và chỉ số chiết xuất ở đây là N có giá trị từ 1,45 đến 1,56, sẽ lớn hơn xuất xứ của nước, đó là 1,33. Tinh dầu của mình thì kém bền với nhiệt và phản ứng oxy hóa, là kém bền, dễ bị ảnh hưởng, dễ bị chuyển hóa bởi nhiệt và oxy hóa. Ví dụ như là cấu trúc của có tinh dầu của ancol thì sẽ dễ bị oxy hóa thành anhydrid và dễ bị oxy hóa thành axit. Tinh dầu của mình dễ bị trùng hợp, là tạo thành cái dẫn chất nhựa. Ở đây một hiện tượng chúng ta thấy là những chai tinh dầu khi chúng ta sử dụng một thời gian thì ở ngay cái nắp nhựa chúng ta thấy là nhiều cái chất nhầy nhựa xuất hiện, thì đó là do tinh dầu kết hợp với nhiệt độ, với ánh sáng bị trùng hợp tạo thành cái dẫn chất nhựa, hoặc là tinh dầu của mình dễ xảy ra phản ứng cộng hợp với halogen. Tinh dầu dễ bay hơi, và đây là điểm đặc trưng của tinh dầu để tạo mùi thơm và dễ bay hơi.
Ngoài ra tinh dầu của mình có độ sôi tùy thuộc vào thành phần cấu tạo nên tinh dầu. Trong thành phần cấu tạo tinh dầu thì có nhiều thành phần, nhiều cấu tử, thì nhiệt độ sôi nó sẽ phụ thuộc vào nhiệt độ sôi của cấu tử chính. Và nhiệt độ sôi thường thấp hơn các cấu tử thành phần, đây là đã được nhắc trong định nghĩa là nhiệt độ sôi của tinh dầu thấp. Tuy nhiên xét đến cấu tử, nhiệt độ sôi của các cấu tử thì thường là cao hơn so với nhiệt độ sôi của tinh dầu. Đối với tinh dầu mà là dẫn chất của monolignan thì nhiệt độ sôi của nó là 150 đến 180 độ C. Đối với tinh dầu là dẫn chất của sắt ketoben, nhiệt độ sôi là lớn hơn 250 độ C. Tinh dầu là dẫn chất sắt nhân thơm thì nhiệt độ sôi của nó lớn hơn 300 độ C. Và một số tinh dầu thì để lạnh có thể chuyển thành dạng kết tinh. À, đây là trường hợp chúng ta đã nhắc trong cái phần thể chất, đó là menthol, mocnion, camphor, xenon, anethon là những chất dễ bị kết tinh khi chúng ta hạ nhiệt độ. Và đây là một cái bảng ví dụ về nhiệt độ sôi, là boiling point, nhiệt độ sôi, và melting point, nhiệt độ chảy của tinh dầu. Chúng ta là nhiệt độ sôi, boiling point, đó là chuyển từ thể lỏng sang thể hơi. Còn melting point là nhiệt độ nóng chảy, thì nó chuyển từ thể rắn sang thể lỏng. Nào, như vậy thì để quan sát một chất ở thể rắn hay thể lỏng nhiệt độ bình thường thì chúng ta sẽ dựa vào cái cột là melting point. Nào, ví dụ chúng ta coi nhiệt độ thường của mình là nhiệt độ phòng là 30 độ C thì ta thấy là thằng anhydride ceramic thì có nhiệt độ tan chảy của nó là âm 7,5 độ C, như vậy là nhiệt độ thường nó sẽ tồn tại dạng lỏng. Tuy nhiên thằng bọt neon này nhiệt độ nóng chảy của nó lên tới 207 độ C, như vậy ở nhiệt độ thường 30 độ C nó sẽ tồn tại thể rắn. Nào, như vậy thì chúng ta có thể kể một số tinh dầu ở thể rắn ở nhiệt độ thường. Ví dụ chúng ta có là bọt neon, camphor, menthol, thymol. Đây là những cái tinh dầu mà có nhiệt độ melting point, nhiệt độ nóng chảy lớn hơn 30 độ C, do đó nó sẽ tồn tại ở thể rắn ở nhiệt độ thường. Còn những anhydride ceramic là nhiệt độ tan chảy của nó là âm 7,5 độ C, xenon 1 độ C, euganon âm 9,2 độ C, hoặc là safran, các nhiệt độ nóng chảy của nó đều nhỏ hơn 30 độ C, như vậy thì nó sẽ tồn tại ở thể lỏng nhiệt độ thường. Như vậy thì để xác định một tinh dầu có thể rắn hay thể lỏng ở nhiệt độ thường thì chúng ta sẽ dựa vào melting point. Về phân bố của tinh dầu trong thực vật và động vật thì trong thực vật thì người ta thống kê được một số họ thực vật thì nó chứa nhiều tinh dầu. Đầu tiên đó là Apiaceae họ hoa tán, Iliaceae họ hồi, Myrtaceae họ sim, Rutaceae họ cam quýt, Araceae họ ráy, Lamiaceae họ hoa môi, Pinaceae họ thông, Rovulariaceae họ hoa móng sói, Anthaceae họ cúc, Lauraceae họ lông não, Viviaceae họ tiêu, Zingiberaceae họ họ gừng. Là đây là các họ thực vật mà thường chứa tinh dầu. Và ngoài ra thì tinh dầu còn chứa trong một số động vật, ví dụ như là trong túi xạ của hươu xạ, gà cuống, bọ xít. Về sự phân bố của tinh dầu trong các bộ phận dùng của dược liệu thì tùy theo loài. Là thì sự phân bố của tinh dầu trong các bộ phận dùng của dược liệu cũng rất là đa dạng, có thể chứa ở lá, hoa, nụ hoa, quả, vỏ thân, gỗ, nhựa và thân rễ. Là rất là phổ biến và nó sẽ rất là phong phú và nó sẽ phụ thuộc vào các dược liệu. Về trong cấu tạo thành phần của các cơ quan thì tinh dầu thì chứa nhiều trong ống tiết là đặc điểm đặc trưng của họ hoa tán Apiaceae, và tinh dầu chứa trong lông tiết là đặc điểm đặc trưng của họ Lamiaceae. Tinh dầu chứa trong túi tiết là đặc điểm đặc trưng họ Rutaceae, họ Myrtaceae, và trong tế bào tiết ở trong một số dược liệu như là hồng, quế, gừng. Các bạn chỉ cần nhớ đây đây là những điểm đặc trưng. Trong slide này các bạn nhớ cho thầy những điểm đặc trưng của tinh dầu chứa các bộ phận trong một số họ thực vật. Nào, về sự phân bố thành phần hóa học trong cùng một cây thì thông thường thì trong cùng một cây thì nó sẽ chứa các thành phần tinh dầu giống nhau. Ví dụ như là vỏ thân và lá của Cinnamomum cacea thì thành phần chính của nó ăn là histamic. Tuy nhiên, một số loài thì các bộ phận
trong cùng một cây thì nó lại chứa thành phần tinh dầu khác nhau. Ví dụ ở đây chúng thấy là vỏ thân của Cinnamomum zelanicum thì nó chứa thành phần chính là anhydrid. Tuy nhiên lá của Cinnamomum zelanicum lại chứa eugenol. Ở đây là một trường hợp ngoại lệ. Về hàm lượng của tinh dầu thì thường hàm lượng của tinh dầu của mình nó chứa từ 0,1 đến 2%. Tuy nhiên trong một số trường hợp đặc biệt, ví dụ như là đại hồi, hoa đại hồi thì quả của nó chứa tới 10%, hoặc là trong đinh hương thì nó chứa tới 20%, hàm lượng rất là lớn. Rất là lớn. Thông thường thì hàm lượng tinh dầu là 0,1 đến 2%. Như vậy thì thầy đã vừa giới thiệu cho các bạn phần 1 là định nghĩa, phần 2 là phân loại cấu trúc, phần 3 là tính chất và phần 4 là sự phân bố của tinh dầu. Sau khi chúng ta nghe giảng xong 4 phần này, chúng ta sẽ làm một vài câu hỏi trắc nghiệm để chúng ta ôn bài, học tập tốt. Chúc các bạn học tập tốt.